Chào mừng đến với du thuyền nhà hàng Paradise Delight Hạ Long, một cuộc hành trình tuyệt vời đến với vẻ đẹp đỉnh cao của Vịnh Hạ Long, cùng thưởng thức ẩm thực cao cấp và những trải nghiệm giải trí đáng nhớ. Du thuyền Paradise Delight được thiết kế hiện đại và tinh tế, với không gian sang trọng và thoải mái, mang đến cảm giác ấm cúng như đang ở trong một khách sạn sang trọng trên biển. Với thực đơn đa dạng kết hợp giữa ẩm thực Á-Âu, từ những món sashimi tươi ngon đến những món ăn hảo hạng đã được các đầu bếp tài hoa của Paradise Delight chế biến công phu, cùng với hành trình ngắm cảnh tuyệt đẹp trên vịnh Hạ Long. Bên cạnh đó, du thuyền Paradise Delight còn tổ chức các tiết mục biểu diễn âm nhạc và giải trí đặc sắc. Ban nhạc quốc tế và Việt Nam, các nhóm nhảy, biểu diễn pha chế cocktail, piano, violon và cả chương trình karaoke đều làm cho cuộc hành trình thêm phần thú vị và đáng nhớ. Du thuyền Paradise Delight không chỉ là điểm check-in thời thượng với vô số góc chụp đẹp lung linh, mà còn là nơi tận hưởng cuộc sống sang chảnh giữa vịnh biển hùng vĩ. Hành trình đặc sắc của chúng ta sẽ khởi hành từ cảng tàu quốc tế Hạ Long, di chuyển qua các điểm đến nổi tiếng như cáp treo Nữ Hoàng, vòng xoay mặt trời, hải đăng Hạ Long, hòn Vụ Oản và nhiều địa danh thú vị khác. Du thuyền Paradise Delight khởi hành vào 2 chuyến mỗi ngày, buổi trưa lúc 10 giờ sáng và buổi tối lúc 6 giờ tối. Hãy tham gia vào hành trình tuyệt vời này và khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của vịnh Hạ Long nhé! Lịch trình buổi trưa, quý khách sẽ thưởng thức bữa tiệc canapé đa dạng và thực đơn cao cấp trong không gian ấm cúng, thưởng thức chương trình nghệ thuật đa phương tiện vũ điệu biển khơi, tái hiện truyền thuyết vịnh Hạ Long. Lịch trình buổi tối sẽ mang đến cho quý khách những trải nghiệm thú vị nhất. Bữa tiệc tối với thực đơn hảo hạng và chương trình biểu diễn live music tạo nên không khí đặc biệt cho buổi tối hoàn hảo. Hãy cùng Paradise Delight khám phá vẻ đẹp vô tận của vịnh Hạ Long và trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và người thân. Nhấn nút like và subscribe để không bỏ lỡ những video du lịch thú vị tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại lần sau.